Chào mừng các bạn đến với The Warehouse. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến bạn chai Champagne rất nổi tiếng, đó là chai Louis Grenier Brut Premier. Kể từ khi được thừa kế Champagne House vào năm 1833, doanh nhân Louis Grenier đã có tầm nhìn xa, thực hiện phương pháp làm màu mỡ những cây nhỏ với mục đích làm chủ mọi quy trình trong việc sản xuất rượu vang. Ông tôi luyện lên phong cách, cá tính và hương vị độc đáo cho từng chai Champagne. Trong khi những nhà sản xuất Champagne khác họ mua nho, thì nhà Louis Grenier tự nuôi dưỡng những vườn nho của mình, làm quen với những đặc điểm cụ thể của từng thửa đất và có được những phương pháp tốt nhất để tạo nên mảnh đất màu mỡ. Quy mô của vườn nho không ngừng mở rộng, từ thế kỷ 19 đến nay đã có hơn 240 hectare nằm độc quyền tại Grand Cru và Premier Cru thuộc vùng Champagne. Tính đến đặc thù của các loại đất khác nhau và được thực hành trồng nho bằng cách riêng cho từng loại đất, đó đã cho phép nho đạt đến độ chín tối ưu. Công việc nghiêm ngặt này được thực hiện với sự lưu tâm đặc biệt đến sự đa dạng sinh học và các nguyên tắc trong canh tác sinh học. Louis Grenier Brut là sự pha trộn của khoảng 40% nho Pinot Noir, 40% nho Chardonnay và 20% nho Pinot Meunier. Brut Premier được tạo ra từ rượu vang trưởng thành trong thùng gỗ sồi, được sản xuất từ 3 giống nho của vùng Champagne, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi Louis Grenier và được ủ 3 năm trong hầm rượu. Brut Premier có màu vàng ánh với sủi tăm tuyệt đẹp và hương tươi mát. Nó kết hợp giữa mùi trái cây và sự tinh khiết của rượu vang trẻ và mùi hương bánh mì Brut của rượu được ủ trong hầm một vài năm. Rượu để lại trong miệng cảm giác mượt mà như táo, đào của nho Chardonnay, trộn lẫn tới các vị của quả dâu đỏ của nho Pinot Noir cùng với vị như bánh mì và hạnh nhân từ việc ủ kéo dài. Rượu hoàn hảo khi được phục vụ như rượu khai vị, kết hợp tuyệt vời với các món tôm hùm baby hay các loại sò, mật ong và bánh mì Brioche, trứng cá muối hoặc những loại hoa quả như đào, mận, vàng, villa. Mà không kém phần hoàn hảo cùng gan ngỗng, nung đất với thạch hạnh nhân, rượu ngon nhất khi được phục vụ ở 7 độ C. Check đường link dưới đây nếu bạn muốn biết nhà hàng, khách sạn nào ở Hà Nội đang phục vụ chai Champagne này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn tại The Warehouse. Đừng quên nhấn nút theo dõi để được cập nhật nhé. Xin cảm ơn.